Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình gửi tới các bạn cái video để các bạn có thể làm được một cái action ở trong Photoshop để các anh chị có thể chỉnh sửa hàng loạt một phát là rất chi là nhiều ảnh, có thể lên đến nghìn ảnh. Để làm được điều đó thì ví dụ mình sẽ mở cho bạn một cái thư mục ở đây. Đây, giả sử đây là một cái thư mục hình ảnh mình mới chụp bộ sản phẩm cho một cái đơn vị nhang và trầm đúng không? Nó như thế này. Đây mình sẽ đổi cho nó cái tên đi cho nó dễ nhớ nè. Cái số 1 chẳng hạn này. Ok nha các bạn. Đây, giả sử như mình sẽ xử lý toàn bộ cái ảnh này, các bạn nhìn thấy này. Mở ra cho bạn xem này. Đây, chất lượng hình ảnh nó hơi bị tối, mình muốn cho nó tăng sáng hay làm cái điều gì đó ở đây để cho nó sáng sủa lên hay là cho nó nổi bật hơn một chút thì chúng ta có thể chỉnh sửa theo cái cách như sau. Đây, đầu tiên thì các bạn hãy vào Photoshop này. Đây nhá, Photoshop. Một là các bạn vào Open, hai là cần cho no, hoặc là các bạn cũng có thể kéo được cái sản phẩm vào trong Photoshop ngay. Đây, chúng ta sẽ thả nó vào như thế này. Sau khi thả vào thì việc của chúng ta đơn giản là chúng ta sẽ mở lấy một cái window này, chúng ta sẽ mở action này. Tại action này các bạn lập cho nó một cái thư mục mới nhé. Đây, mình sẽ lập một cái thư mục mới ở dưới này, mình sẽ đặt tên cho nó là chỉnh ảnh đi, chỉnh ảnh nhang trầm cho dễ nhớ nhé. Bởi vì mỗi một lần các bạn đưa sản phẩm hàng loạt vào thì các bạn đều có một cái tên riêng, các bạn không thể nào chỉnh nó giống nhau được. Ví dụ như cái máy ảnh này họ chụp với chất lượng tối đồng đều như này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tên như này để chúng ta làm, đúng không ạ? Nhấn OK thì chúng ta sẽ được một cái thư mục ở đây. Sau khi thư mục này chúng ta sẽ bắt đầu mở cho nó một cái này, các bạn cũng ghi cho mình là gì ạ? Chỉnh ảnh sáng lên, đúng không ạ? Mình sẽ ví dụ thôi nhé. Còn ở dưới này thì các bạn sẽ là chỉnh ảnh nhanh chậm này, sau đó các bạn record, nó sẽ có thư mục này thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện cho các bạn các hạng mục ghi hình ở đây. Đây, cái nút đỏ này là nút ghi nhé các bạn nhé, nút ghi này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác những gì thì Photoshop sẽ là tự động ghi những cái thao tác của chúng ta ở đây. Thế bây giờ giả sử mình sẽ cho cái ảnh này nó sẽ giảm đi cái khung hình đi được không? Nào, chúng ta sẽ vào image này, chúng ta sẽ vào image size này. Đó, giả sử ở đây của mình nó 1920 và 2560. Cái máy ấy này là máy máy Android rồi. Đúng không? Ok, chúng ta sẽ giảm nó đi chẳng hạn, ví dụ như là 720 nhé và 960 kích thước của Facebook. Ok không ạ? Chúng ta sẽ nhấn OK. Đây. Rồi, các bạn nhìn kỹ này, cái dung lượng ảnh nó sẽ cái kích thước ảnh nó sẽ giảm đi như này, thì cái image size này nó sẽ được lưu vào đây, nó sẽ được là một tính là một thao tác. Ok chưa các bạn? Và tiếp tục là chúng ta sẽ phóng lên cho nó dễ nhớ nhé các bạn. Đấy, đây các bạn nhìn này. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ thao tác những cái thao tác mà chúng ta muốn. Giả sử như cái hình này mình muốn cho nó sáng hay là nó tối đi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ vào ví dụ cho từng chỉnh trực tiếp mà chỉnh cái mét này à, đây cho mình này, số bạn vào Coro đây, sau đó tại đây các bạn muốn chỉnh như thế nào. Ví dụ như là mình sẽ kéo lên đấy, ví dụ chúng ta cho tăng sáng như thế này à, đấy. Hay giảm đi hay cho tối đi đấy, ví dụ như này thì chúng ta sẽ làm nó như vậy. Chứ bây giờ mình sẽ tăng nó lên, tăng lên đấy, cho nó sáng trưng đúng không? Thôi, chúng ta cho nó tương đối thôi. Ok ạ. Sau khi tương đối rồi thì các bạn nhấn OK. Thì tự động ở trong cái Photoshop này nó sẽ ghi cho các bạn một cái thao tác, đúng không ạ? Rồi đánh dấu về đây. Ok chưa các bạn? Rồi, thế giả sử như cái bức hình này của mình không muốn sử dụng thêm bất kỳ cái thao tác nào nữa mà mình chỉ muốn cho nó sáng lên và nó giảm đi cái chất lượng ảnh thôi, cái khung hình thôi, từ 1920 còn xuống 720 thôi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm
tiếp theo một cái bước nữa để chúng ta lưu lại cái file này, và chúng ta sẽ lưu nó ở bên ngoài nhé. Sau đó thì khi được rồi thì các bạn nhấn vào file, sau đó các bạn Ctrl này, F. Đó, thì ở đây các bạn kéo maximum cho mình. Đó, maximum đây này, bạn kéo maximum này. Đó, sau đó thì các bạn nhấn OK. Rồi, cái một cây nữa đó là chữ save này, nó sẽ ở đây. Chúng ta lưu nó sẽ hiển thị ở đây, rồi vô về. Và thao tác của chúng ta cuối cùng là các bạn không nên để nó trong Photoshop, bởi vì nó sẽ dài và nó rất nhiều, bởi vì đôi khi chúng ta sửa cả 100 ảnh cơ, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta tiếp tục, chúng ta ấn vào tắt cái này, thoát hẳn ra nhé. OK. Đó, thì tự nhiên một cái mục nữa đó là scroll, nó sẽ đánh dấu về ở đây, nó sẽ được ghi hình vào đây. Và việc bước cuối cùng của các bạn là gì? Các bạn sẽ nhấn tắt, tắt cái action này, tắt các cái thao tác này. OK ạ. Tích. Rồi. Việc của chúng ta tiếp theo là các bạn vào file, các bạn chọn vào Automate cho mình, sau đó các bạn vào Create Droplet, cái tiếng Anh này mình không giỏi lắm nha các bạn. OK. Và các bạn sẽ chọn cho mình một cái thư mục để các bạn lưu. Các bạn gõ vào đây nhé. Click vào đây này. Sau đó thì các bạn để ra laptop. Giả sử laptop đi. Chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên. Đó là một cái tên đó là chỉnh ảnh sáng lên. Đúng không ạ? Mình cứ ghi thẳng tiếng Việt cho nó rõ ràng như này, nó không ảnh hưởng gì nhé các bạn. Sau đó các bạn lưu. Tiếp theo thì ở cái mục set này thì các bạn nhớ lại đây nhá, mình sẽ cho các bạn xem. Nhớ là chúng ta sẽ chỉnh ảnh ngang trầm đây, nó là thư mục chỉnh ảnh ngang trầm nhé, chứ không phải cái double option nữa nhé. Tiếp theo cái action chúng ta sẽ áp dụng vào nó là chỉnh ảnh sáng lên đây này. Đấy, chúng ta chỉ có một cái action thôi, chỉnh ảnh sáng lên. Sau đó các bạn nhấn vào đây, đây các bạn nhấn vào đây nhá, lúc số 2 dấu V lên này. Bước thứ ba đó là các bạn là mở cho mình cái mục này. Chúng ta lúc đầu thường thường nó sẽ là như này, là non nhỉ. Sau đó thì các bạn chọn cho mình một cái folder, và tiếp theo cái folder thì các bạn sẽ chọn cho mình cái thư mục có thêm cái folder đó vừa lấy mình để ở đâu thằng ở laptop, đúng rồi, đây này, mình để ở laptop nó là ảnh nhang trầm ha. OK đấy, ảnh nhang trầm. Thế bây giờ thì mình sẽ chọn ảnh nhang trầm này, nó sẽ xuống folder này, xong bạn select folder này, đúng không? Nó sẽ vào desktop ảnh nhang trầm, đúng không? Tiếp theo ở cái nút oversize này thì các bạn nhấn tích dấu V lên cho mình nhé. Đấy, các bạn ấn OK này. Đó. Tiếp theo là các bạn nhấn OK. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thoát ra này, chúng ta kiểm tra này, thoát tiếp, chúng ta kiểm đây này, nó chỉnh sảnh ạ. Chỉnh ảnh sáng lên, nó sẽ được hiển thị ra như thế này, đúng không các bạn? Việc của chúng ta đơn giản, đó là bước cuối cùng. Chúng ta đây, mình sẽ mở cho bạn xem cũ lại nha. Đây này, đấy, đúng không ạ? Hiện tại là cái bức ảnh này, hiện tại nó sáng hẳn lên. Thế bây giờ mình xóa bức này đi. Mình sẽ không cho nó sáng lên, vì tí nữa mình làm nó sẽ sáng lắm, đúng không? OK, chúng ta sẽ lấy 4 bức này. Chúng ta quay ra này. Chúng ta sẽ ấn chuột trái và chúng ta thả vào trong cái chỉnh cái chỉnh ảnh sáng lên này, các bạn thả hàng vào. OK, thế thì chúng ta sẽ quay trở lại Photoshop để chúng ta xem. Đấy, các bạn thấy nó sẽ tự động chỉnh cho các bạn nhé. OK, có 4 bước thôi thì nó rất chi là nhanh. Rồi mình sẽ thoát ra mình kiểm tra lại đây cái thư mục mà các bạn vừa chỉnh này. OK chưa, đúng không ạ? Đấy, đấy, mình sẽ lấy một cái bức ảnh cũ nhé, một cái bức ảnh cũ. Rồi mình sẽ lấy một bức đây, mình sẽ lấy một cái bức ảnh cũ này, mình sẽ copy sang, mình bắn nó sang laptop ảnh anh chàng, mình sẽ thả vào đây. Đấy, mình sẽ đặt cái này là số 1 đi để cho các bạn hình dung được là nó có sự khác biệt như thế nào. OK ạ. Rồi chúng ta sẽ mở lên này. Đây. Đây. Đây này, đây là cái bức ảnh chưa làm nhá. Rồi các bạn click lên. Đó, các bạn thấy có sự khác biệt chưa nào? Đây, tối này, sáng này.
đấy, các bạn chỉnh sửa hàng loạt, các bạn sẽ làm kiểu như vậy. Well, các bạn sẽ chỉnh sửa như vậy thì khi đó các bạn sẽ được một cái bộ sản phẩm nó sẽ sáng sủa lên đó, sáng sủa lên như này. Ok chưa các bạn? Đó. Ok đấy, các bạn sẽ nhớ được cái action này nhá, đúng không ạ? Rồi nhớ action này chúng ta sẽ thu lại. Đó, đó là cái cách để các bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt tất cả những cái hình ảnh mà các bạn chụp ở cùng một thời điểm, cùng một không gian. Thì các bạn sẽ chỉnh theo các cái bước như này để các bạn có thể làm nhanh hơn. Sau đó thì chúng ta chỉ việc là kéo thả vào đây để chúng ta làm lại thôi. Đấy. Thì các bạn sẽ chỉnh được hàng loạt tất cả những cái hình ảnh nó như vậy. Nhưng mà nó sẽ nhanh chóng hơn là các bạn cứ thả vào đây, sau đó các bạn chỉnh sửa từng chút một thì nó sẽ không được đồng đều và các bạn sẽ rất lâu. Và cách làm công nghiệp là như thế vậy. Thì video của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn.